ngày 16 tháng 6, Bộ Y tế cho biết trong 6 giờ qua cả nước ghi nhận thêm 176 ca mắc COVID-19, từ ca bệnh 11.305 đến 11.480, trong đó có 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, 174 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 128, Thành phố Hồ Chí Minh 35, Bắc Ninh 8, Hà Tĩnh 2, Nghệ An 1. Trong đó 173 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính đến trưa nay, Việt Nam có tổng cộng 9.831 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.649 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 8.261 ca, trong đó có 1.765 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 24 tỉnh, Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Sáng ngày 16 tháng 6, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện một nữ nhân viên của bệnh viện nghi mắc COVID-19. Trước đó ngày 15 tháng 6, nữ nhân viên này bị sốt, ho, test nhanh có kết quả dương tính, lấy mẫu làm xét nghiệm PCR cũng có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Nhân viên y tế này đã được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ. Nữ nhân viên này là điều dưỡng khoa nội thần kinh của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ khoa này và những người tiếp xúc gần. Tổng cộng có 336 người, kết quả đều âm tính. Hiện bệnh viện ngưng tiếp nhận bệnh nhân và đã phong tỏa khoa nội thần kinh. Sáng nay, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh điều tra dịch tễ, đánh giá toàn bộ nguy cơ để báo cáo với Bộ Y tế. Sáng ngày 16 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 và kinh phí mua vaccine chích ngừa cho người dân. Tại lễ tiếp nhận đã có 57 cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký ủng hộ giá trị bằng tiền và hàng hóa, trang thiết bị y tế trị giá hơn 21 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu trân trọng cảm ơn tình cảm, sự chia sẻ, hỗ trợ rất kịp thời của các giới đồng bào, các đơn vị, doanh nghiệp và các mạnh thường quân đối với công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo thông tin từ Bộ Công Thương cung cấp sáng nay ngày 16 tháng 6, sau 3 ngày lên kệ hệ thống siêu thị Á Châu tại thủ đô Paris của Pháp, lô vải thiều Thanh Hà Việt Nam đầu tiên xuất khẩu theo chính ngạch đã nhanh chóng được mua sạch. 1 ký vải thiều Thanh Hà Hải Dương hiện đang được bán tại Paris với giá 18 euro, tương đương khoảng 500.000 đồng một ký và không có đủ hàng để bán. Để tiếp tục đẩy mạnh quảng bá và tiêu thụ trái vải Việt Nam tại Pháp, Thương vụ Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẽ tổ chức gian hàng quảng bá trái vải Việt Nam tại Lễ hội ẩm thực Việt Nam 2021, được tổ chức ngày 19 tháng 6 tại quảng trường Munch, trung tâm thủ đô Paris. Ngày 16 tháng 6, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã bắt bị can Bùi Mạnh Hùng, sinh năm 1997, là phó giám đốc Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, nguyên trưởng phòng tổng hợp Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, thời gian vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận được nhiều đơn tố cáo Bùi Mạnh Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Qua điều tra, Công an xác định Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà Nhan Thị Hồng Loan, sinh năm 1972, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, số tiền hơn 400 triệu đồng. Trưa ngày 15 tháng 6 năm 2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can Bùi Mạnh Hùng để tạm giam để điều tra mở rộng. Ngày 16 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp xe gắn máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Băng nhóm này gồm 9 đối tượng do Đặng Đình Hải, sinh năm 1997, thường trú quận Bình Thạnh cầm đầu. Tại cơ quan công an, đối tượng Hải khai nhận cùng đồng bọn tổ chức và thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe gắn máy trên địa bàn thành phố. Sau khi lấy trộm được xe gắn máy, băng nhóm này nhanh chóng bán cho các đối tượng tiêu thụ. Qua truy xét, tổ công tác tiếp tục bắt thêm Nguyễn Hồng Trung, sinh năm 1988, thường trú quận 12, Trần Ngọc Phương, sinh năm 1980, thường trú quận Bình Thạnh, là hai đối tượng tiêu thụ tài sản do nhóm đối tượng trên trộm cắp được, thu giữ 3 xe gắn máy và nhiều tang vật liên quan. Ngày 15 tháng 6, cảnh sát thành phố Chicago
bang Illinois của Mỹ, cho biết 4 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ xả súng ở khu vực phía nam của thành phố này. Phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ dẫn truyền thông địa phương cho hay, lực lượng cảnh sát Chicago đã nhận được một cuộc điện thoại vào khoảng sau 5 giờ 30 sáng cùng ngày, báo một vụ nổ súng xảy ra sau một cuộc tụ họp tại nhà riêng. Khi cảnh sát tới hiện trường, 4 người đã thiệt mạng gồm 3 phụ nữ và 4 người khác bị thương, trong đó có 2 người ở trong tình trạng nguy kịch. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân cũng như tình tiết của vụ xả súng. Cùng ngày, giới chức bang Alabama cho biết một vụ xả súng đã xảy ra tại một nhà máy thuộc công ty Mueller, 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Hung thủ được xác nhận là một công nhân trong nhà máy. Rạng sáng ngày 16 tháng 6 theo giờ Việt Nam, 12 đội tuyển tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á đã được xác định sau khi vòng loại thứ hai khép lại. Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại cuối cùng World Cup 2022 diễn ra vào ngày 1 tháng 7. Dựa vào bảng xếp hạng FIFA để Liên đoàn bóng đá châu Á chia 6 nhóm hạt giống. Cụ thể, Nhật Bản và Iran thuộc hạt giống số 1, lần lượt Hàn Quốc và Australia hạt giống số 2, Ả Rập Xê Út và Iraq hạt giống số 3, UAE và Trung Quốc hạt giống số 4, Syria và Oman hạt giống số 5, Việt Nam và Lebanon hạt giống số 6. Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 diễn ra từ ngày 2 tháng 9 năm 2021 đến ngày 29 tháng 3 năm 2022. 12 đội tuyển được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội xếp nhất nhì mỗi bảng giành vé tham dự World Cup 2022. Hai đội xếp thứ ba thi đấu vòng play-off, chọn ra đội thắng sẽ tham dự vòng play-off khác gặp đại diện châu đại dương CONCACAF Nam Mỹ.